hôm nay xa quên rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này hai câu nói. Tình đã khơi rồi mộng khuôn nhạt phai, chân khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng xung vầy. Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với clip của Huy ngày hôm nay. Thì hiện tại thì bên Huy đang set up một cấu hình, phải nói cấu hình giá rất là bình dân cho anh em sử dụng nha. Và cấu hình này thì chỉ có giá trị là 55 triệu thôi. Hiện tại thì bộ này bên Huy đang set up để lát nữa sẽ đi bàn giao tại Cần Giờ này mọi người. Hai cặp full nha. Đây là full 40, cái loại full mà bên Huy đã có một cái clip xả hàng khuyến mãi chỉ có 7 triệu 9 một cặp thôi nhanh em. Bát neo, chép neo ha. Hai cặp full 40, bát neo, chép neo. Và một cặp súp đơn 50, thì đây cũng là dòng súp đơn 50 từ neo luôn, từ neo cua 100 nha anh em. Đó, đây là bộ loa, thì bộ này anh em chúng ta có thể làm đám nhỏ nhỏ tầm 250 khách là ok, hoặc là sử dụng cho hội trường vẫn rất là ok nha. Đó, đây là cấu hình loa anh em này. Và bộ máy thì cực kỳ đơn giản luôn ạ. Một bàn mixer MFX 8/2 ha. Và bộ này thì đi con vang số này mọi người, vang số X6 ha. Thì ở đây vừa rồi thì đầu tiên là bên Huy test bộ mic của X10 này. Nhưng mà sau đó thì sau khi test con X10 này thì cho vô cái dàn loa này thì đã căn chỉnh rất là nhiều, nhưng mà tiếng mic nó không được mượt lắm, nó không có thích hợp với cấu hình loa này. Chính thế là Huy đã đổi qua cái mic P600 này. Tiếng mic bây giờ rất là ngọt, ngọt ngào hơn rất là nhiều đó. Đang sử dụng là bộ mic P600 nha, và bộ quản lý nguồn mọi người, và một con đẩy 4 kênh XP Pro X1002 đó anh em nhé. Cấu hình này chỉ có 55 triệu thôi, toàn bộ là đồ mới hết nha anh em. Rồi anh em nào mà cần tư vấn hoặc là nâng cấp setup âm thanh thì liên hệ trực tiếp cho bên Huy ha, và bên Huy thì có hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em nữa. Rồi bây giờ thì bên Huy sẽ đóng hàng và đi bàn giao luôn cấu hình này cho khách ở tại Cần Giờ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của Huy. Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường anh chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh sẽ mãi không quên. Từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất thì em cười.